quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay thì cô Diệu Thảo đã chuẩn bị sẵn một thực đơn rất là hấp dẫn dành cho các bé rồi đó quý vị ạ. Hôm nay Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và Minh Châu dành cho các bé một món ăn thực hiện từ cá. Cá thì rất là ngon, rất là bổ rồi, nhưng mà có nhiều em bé không thích ăn cá đâu cô. Không có đâu, đảm bảo là ngày hôm nay món ăn từ cá này sẽ hấp dẫn các bé lắm đó. Bởi vì có cách tạo hình rất là đặc biệt và vị cuốn hút các bé, làm cho các bé dễ ăn. Ồ, hay quá, cô Thảo đã tự tin như vậy thì chắc hẳn là món ăn này sẽ chinh phục được các bé thôi. Món ăn ngày hôm nay có tên gọi là gì vậy cô? Tên gọi cũng rất là lạ luôn, đó là món hồ lô cá. Để thực hiện món hồ lô cá thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 150g cá thác lát, 10 cái trứng cút, một ít tương ớt, ngò rí, 2 cái trứng gà, hành tím băm, cọng ngò rí băm, một ít bột chiên xù, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ lấy cá thác lát cho ra một cái tô nè. Để cho món ăn ngon thì chúng ta sẽ phải ướp gia vị vào khoảng 1 muỗng cà phê cọng ngò băm, khoảng 1 muỗng cà phê hành tím băm nữa, cho vào khoảng 1 nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, một ít tiêu. Và quý vị khán giả nhớ lưu ý là đối với cá thác lát bao giờ cũng vậy, chúng ta phải quết cho thật kỹ thì cá nó mới dai và ngon. Sau khi chúng ta quết kỹ cá thác lát rồi thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho vào khoảng 1 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu nữa. Để tạo hình cho món ăn thì chúng ta cần phải có trứng gà. Và bây giờ là tạo hình nè. Đầu tiên chúng ta lấy một phần cá thác lát cho vào lòng bàn tay, cho cái trứng cút vào giữa và chúng ta sẽ bọc cá thác lát lại. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là giai đoạn chúng ta bọc cá thác lát này lại, chúng ta bọc một cái lớp cá thác lát thật là mỏng thôi để cho cá nhanh chín. Dạ đúng rồi đó, quý vị khán giả thân mến, chúng ta chỉ bọc một viên cá thật là mỏng thôi để cho cá nhanh chín quý vị nhé. Kế đó cô sẽ tiếp tục làm một cái viên cá nhỏ. Viên cá nhỏ thì không có cần quả trứng cút ở trong phải không cô? Đúng rồi, khi mà có một viên to và một viên nhỏ như thế này nè, chúng ta chỉ việc đặt cái viên nhỏ lên trên cái viên to. Vậy là chúng ta xong hình dạng một cái hồ lô rồi đó. Dạ. Nếu mà chúng ta muốn cho kết dính tốt hơn để khi chiên dễ thì quý vị khán giả sẽ dùng một cái tăm chúng ta xiên qua cái phần trứng cút như thế này. Thôi bây giờ em phụ cô nha. Rồi em cho cô một cái viên nhỏ này. Xong rồi em cho một cái tăm, em làm cho nó dính lại luôn cả hai phần cho cô. Bây giờ thì chúng ta đã tạo hình xong hồ lô cá. Cuối cùng thì chuẩn bị một ít cọng hành, chúng ta nhúng qua nước sôi để mềm và chúng ta cột quanh cái phần eo của hồ lô cá. Và kế đó chúng ta sẽ nhúng qua phần bột xù. Phần bột xù thì quý vị khán giả sẽ dùng tay, chúng ta sẽ phủ cái phần bột xù lên cho đều như thế này. Và chúng ta đã phủ xong nè. Kế đó dùng một cọng hành cột ngang qua cái phần thắt của hồ lô cá như thế này. Cô ơi, có phải là mình nhúng cái bột xù như vậy để cho cái hồ lô cá của mình khi chiên lên nó giòn hơn không cô? Đúng rồi, khi mà mình nhúng qua bột xù nó sẽ tạo cái độ giòn phía bên ngoài nhiều hơn. Và đồng thời là hình dạng của hồ lô cá cũng sẽ trông đẹp mắt hơn nữa. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta nhúng cái bột xù như vậy, bên cạnh việc làm cho món ăn giòn hơn thì còn giúp cho hồ lô cá có định hình đẹp hơn nữa. Và bây giờ cô chuẩn bị một cái chảo dầu để mình chiên nha. Trong khi chờ cho dầu nóng, cô sẽ hướng dẫn quý vị khán giả làm phần sốt này. Chúng ta dùng 2 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu, thêm 1 muỗng canh tương ớt. Bình thường thì là với hai nguyên liệu này thì ở gia đình chúng ta đã có một cái món sốt để cho các bé thử rồi. Mặc dầu là các bé thì thường các bà mẹ hay nghĩ rằng là các bé không có thích ăn cay. Nhưng mà nếu có một chút chút cay, và đặc biệt cái vị cay của tương ớt nó hòa quyện với lại cái vị dịu dịu và béo của sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu, thì chắc chắn các bé sẽ thích và không có sợ cay nữa đâu. Quý vị khán giả sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê phần cọng ngò băm nữa. Và bây giờ dầu đã nóng rồi, Minh Châu giúp cho cô, chúng ta sẽ lần lượt thả những hồ lô cá này vào. Những cái hồ lô này dễ thương quá cô ha. Hồ lô cá nhanh chín quá cô ha. Đúng rồi, rất là nhanh chín thôi, vì là trứng cút bên trong cũng chín rồi nè. Phần cá chúng ta bọc bên ngoài cũng rất là mỏng. Chúng ta sẽ để ra giấy để cho nó ráo dầu. Và cái hồ lô cuối cùng. Wow, 10 cái hồ lô dễ thương. Giai đoạn cuối là chúng ta sẽ rút phần tâm này ra. Ở đây là cô đã tạo hình một chú gà con thật là xinh xắn. Chỉ đơn giản là mình dùng trái cà chua bi làm mũ và một cái trái ớt nhỏ để làm cái phần mỏ. Và đây là món ăn đã hoàn tất. Quý vị khán giả sẽ dọn ra bàn và chúng ta sẽ dọn kèm với lại phần sốt mayonnaise Aji Mayo ngọt dịu pha với tương ớt và một ít cọng ngò băm.
Và bây giờ là phần của Minh Châu nè. Em cảm ơn cô ạ. Thôi cô ơi, không nói gì nữa. Em nghĩ là em không có thời gian nhận xét hay là nói nữa. Tại vì em nghĩ là em cần phải tập trung giải quyết cái dĩa hồ lô này, bởi vì nó quá ngon. Cô biết ngay mà món này chắc chắn là sẽ chinh phục được Minh Châu và các bé nhà nữa đó. Dạ đúng rồi đó. Nếu như mà các bé thưởng thức món ăn này thì sẽ có cảm giác như là chúng ta khám phá một điều bí mật gì đó vậy. Bởi vì ở bên trong cái lớp vỏ ngoài giòn nè, dai, thơm, đậm đà là phần trứng cút bùi bùi, béo béo. Trời ơi, hấp dẫn cực kỳ luôn đó cô. Cô biết ngay là Minh Châu sẽ thích món này. Và chắc chắn là các bà mẹ sẽ trổ tài làm ngay món này cho các bé nhà mình thưởng thức nhé. Chắc chắn là quý vị khán giả cần phải nhanh chóng thực hiện ngay món ăn này thôi, vì nguyên liệu cũng như là cách chế biến đều rất là đơn giản đúng không ạ? Mà nếu như mà quý vị không kịp ghi chép thì cũng đừng lo lắng, hãy ghé thăm website mongonmỗingay.com. Quý vị có thể xem lại toàn bộ các chương trình đã được phát sóng hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Ngoài ra thì các đầu bếp của chương trình luôn luôn mong muốn nhận được những yêu cầu của quý vị, bởi vì chính những yêu cầu này sẽ giúp cho các đầu bếp có thể có thêm sự sáng tạo nè, cũng như là có thêm động lực để hoàn thiện công việc của mình hơn. Và hộp thư của chương trình không thay đổi quý vị nhé, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Cảm ơn cô Thảo rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.